Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số dòng định vị nghe lén mới này. Đây các bạn biết là con máy N13 này, siêu nhỏ này. Đấy. Hoặc là cái dòng N16 siêu nhỏ này. Đấy, thì đây là hai cái dòng siêu nhỏ được bán phổ biến nhất hiện nay nhá. Đào có 5 châm dính. Đấy, đào có 5 châm dính rất là chắc này. Nhưng mà cái thời lượng pin ấy, cái thời lượng pin của hai cái này thì nó chỉ được vài ngày thôi, nó không được lâu. Có một số khách hàng đặt bên mình là các cái dòng định vị là cần pin trên 10 ngày, từ 10 đến 15 ngày. Thì mình hôm nay mình có nhập thử hai cái loại này về. Thì hôm nay mình làm đoạn clip ngắn này để giới thiệu đến các bạn hai cái dòng định vị này pin từ 10 đến 15 ngày nhá. Nhưng kích thước thì nó lại là to. Đào có 500 hết. Đây là hai dòng định vị chuẩn xác nhất. Và pin cái này pin được 15 ngày này. Pin này cái này được 12 ngày này. Các bạn thấy kích thước của nó này, kích thước của nó rất là to nhá. Và 500 dính thì cực kỳ chắc. Cái này quá bé. Nó không thể đạt được, nhưng 500 chắc lắm. Và cái này này. Pin của cái này thì các bạn dùng thoải mái nhá. Định vị cực kỳ chuẩn luôn này, mình cho hai cái dính nhau này. Hai cái này đẩy nhau rồi. Đấy, dính nhau rồi. Rất là chắc này. Đấy. Đây là hai cái nó dính nhau không chắc. Mình con dao đây thử cho các bạn xem, cực kỳ là chắc luôn. Rất là chắc nhá. Hai cái này. Đấy, hai cái dòng này hai dòng định vị to nhá. Có 5 châm dính. Đấy. Thì theo nhu cầu của các bạn đặt hàng thì bạn nào mà có nhu cầu mua cái dòng to to này mà gắn xe tải hay là gắn vào ô tô nhá. Cái này thích hợp được gắn xe tải ô tô thì rất là khó phát hiện. Định vị cực kỳ lâu này. Con này cũng vậy nhá. Đấy. Rất là lâu luôn. Thì chắc là 1-2 ngày tới mình sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng hai cái loại này. Thì các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì nhanh tay đặt hàng, tại vì số lượng mình đặt cái này về rất là ít. Đấy, các bạn nào mua hàng thì alo trực tiếp đến số điện thoại 094-226-2345. Đây cho các bạn xem kích thước của cái này này, nó khoảng 3 đầu ngón tay, dài độ 10 phân, dày 2 phân. Đấy, thì mình hôm nay mình làm cái đoạn clip này ngắn thôi để giới thiệu đến các bạn là đã đặt làm về được hai cái loại định vị loại to này. Thì các bạn nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp đến số điện thoại 094-226-2345 gặp Hải. Đấy. Các bạn mua hàng alo trực tiếp nhé. Các bạn nào xem clip này nhanh tay đăng ký kênh YouTube Đào Phát để được cập nhật những cái dòng sản phẩm mới nhất. Hôm nay cuối năm rồi, chắc là bên các cửa biên nhất là đóng cửa hết rồi. Chắc là sang đầu năm mới mình sẽ nhập thêm một số loại mới nữa về để đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng, cập nhật thêm những cái sản phẩm mới về các dòng máy ghi âm này, máy định vị nghe lén này, hay là các dòng camera này. Đấy, các bạn lưu ý là đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn xác nhất tại đơn vị mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.